Kính thưa quý vị, cuộc đua độc đáo dành cho Ocean, tin từ con hẻm đến với Norfolk, miền đông của Đức Anh trong những ngày hiện tại, du khách được chứng kiến một cuộc đua hiếm có và kỳ lạ nhất. Đó là cuộc đua Ocean, loài vật được mệnh danh chậm nhất trên thế giới. Cuộc đua Ocean diễn ra vào tháng 7 hàng năm tại làng Conham của Norfolk. Cuộc đua năm nay thu hút 175 thí sinh được chia làm nhiều cuộc đấu. Mỗi sân đấu gồm 12 vận động viên và từng thí sinh được đánh số hoặc các biểu tượng đặc biệt như quốc kỳ mỗi nước ở trên vỏ. Sân đua là một chiếc bàn tròn, trên đó trải một tấm vải trắng tẩm ướt, vẽ 3 vòng tròn đồng tâm màu đỏ. Các vận động viên Ocean xuất phát từ một vòng nhỏ trong cùng và đích đến là vòng tròn to nhất ở ngoài. Quãng đường đua mà các thí sinh phải vượt qua để giành chiến thắng là 33 cm. Mọi người đứng xung quanh hò reo cổ vũ. Với các thí sinh phạm luật như bò lanh quanh, leo lên đối thủ sẽ bị nhắc lại vạch xuất phát. Danh hiệu vô địch Ocean năm nay thuộc về thí sinh có tên là George với thời gian là 2 phút 40 giây. Phần thưởng là chiếc cúp gắn bông rau diếp. Anh Dale Thorne đến từ làng Gayton, chủ nhân nhà vô địch năm nay cho biết, trước cuộc đua anh đã huấn luyện và cho có chế độ ăn hợp lý cho chú Ocean này. Đua Ocean là một cuộc đua kỳ lạ bắt nguồn từ những năm 60 của thế kỷ trước tại Anh Quốc.